Hỏi các anh thế này, anh phạt bao tiền? Dạ anh này, em là chồng của anh đây. Mời anh vào đây. Vâng. Ngọc Kiến à, bây giờ em xin nhan gì xin nhan được em, anh quay ra ngoài cái chỗ này không được quay đâu, quay chụp đâu nha. Theo thông tư 62 không được quay chụp đâu, không được quay chụp á? Đúng rồi, thông tư mới anh. Rồi thế em đứng ở ngoài em quay nhá. Máy đi ra khỏi khu vực này đi, đừng để phức tạp với đường người qua. Phạt bao tiền, đục chân vé, có gì mày không xin làm gì? Sao phải xin ai mà đục tiền vé? Anh cơ anh ấy à? Vâng, em đang nộp phạt cho vợ em về, giờ tối là muộn rồi, giờ giữ này, về vợ con nheo nhóc ở nhà. Giữ anh em đang lập biên bản đây. Vâng, làm nhanh vé em ơi, anh bỏ anh làm nhanh. Từ lúc 5 giờ em thấy gọi giờ 20 phút rồi chưa lập xong. Mà các anh nào này không có dư ấy à anh? Đây là cổng cháy, các anh lập thì không có dây căng chốt à? Quan điểm là mình sai, mình nộp phạt cho nhà nước, mình không xin. Đáng bao nhiêu cứ làm được thục đấy. Chốc ghi ở bên bản là bên bản, ghi ở kiến bản đây là lỗi sinh nhan. Sang đường trái đường sinh nhan, xin sang đường. Đâu có đó, có gì. Công an giao thông 14A01572. Lúc đọc cái lỗi vi phạm xem như nào nhé. Đọc lỗi rõ ràng. Cứ đi đúng luật thì ai bảo gì. Em đọc cái lỗi vi phạm xem nào. Anh tắt cái máy này, đi ra khỏi khu vực này đi. Đấy em có quay đâu. Để đi học cái lỗi vi phạm. Anh tắt cái máy đi. Để xem lỗi, đọc lỗi vi phạm xem nào. Mời anh ra khỏi khu vực này đi. Có dây căng nữa mà tôi ra, các ông phải căng dây tôi mới ra ấy. Đây cho anh em tôi làm việc, anh đừng làm việc. Các ông phải căng dây thì tôi mới ra ngoài, cả vòng dây, anh dây không căng thì tôi đứng đâu được. Anh, tôi đặt nấm ở ngoài kia. Nấm thì giờ anh có dây căng ấy.